Chào các em. Sau đây, cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi thảo luận số 3, trang 128, sách giáo khoa sinh học 9. Đề bài như sau. Hãy lấy ví dụ minh họa các sinh vật thích nghi với môi trường sống có độ ẩm khác nhau theo mẫu trên bảng 43.2. Bảng 43.2, các nhóm sinh vật thích nghi với độ ẩm khác nhau của môi trường. Ta có các nhóm sinh vật cụ thể như thực vật ưa ẩm, thực vật chịu hạn, động vật ưa ẩm, động vật ưa khô. Để trả lời câu hỏi này, các em hãy nghiên cứu lại mục 2 La Mã, ảnh hưởng của độ ẩm lên đời sống của sinh vật trong sách giáo khoa sinh học 9, trang 128. Cô cùng với các em sẽ đi vào lời giải chi tiết cho câu hỏi này. Ta có bảng 43.2, các nhóm sinh vật thích nghi với độ ẩm khác nhau của môi trường. Đầu tiên, đó là xét đối với thực vật ưa ẩm gồm các sinh vật và môi trường sống như sau. Ví dụ như cây lúa nước, thường sống ở ruộng lúa, cây cói, sống ở bãi ngập ven biển, cây thải lài và cây giấy, thường sống ở dưới tán rừng. Với thực vật chịu hạn, ví dụ như cây xương rồng, thường sống ở nơi khô hạn như bãi cát. Cây thuốc bỏng, sống ở trong vườn. Cây phi lao sẽ có môi trường sống là bãi cát ven biển. Còn cây thông sống ở trên đồi. Đối với động vật ưa ẩm như ếch, ốc sên, giun đất, cụ thể môi trường sống sẽ là ếch thường ở hồ, ao, ốc sên trên thân cây và giun đất sẽ sống trong đất. Đối với thực vật ưa khô, có thể kể đến như kỳ nhông, sống trên mặt đất và trên cây, chim và gà cũng ở trên mặt đất và ở trên cây, chó, mèo sẽ sống ở trên mặt đất. Như vậy, cô cùng với các em đã trả lời xong câu hỏi thảo luận số 3, trang 128, sách giáo khoa sinh học 9. Hẹn gặp lại các em ở những video sau.